Trở về đây đứng trước linh sàng có nén nhang thơm lễ bọn lòng thành cầu nguyện cho cháu về nơi xuôi vàng cháu an nghỉ giấc ngàn thu. Em Thái Nguyên nay trở về trước linh sàng dâng vòng hoa lễ mòn để kính viếng tiễn đưa anh đến suối vàng an giấc ngàn thu và chia buồn sâu sắc cùng gia đình tang quyến để tưởng nhớ tới vong linh. Xin kính mời hội chị em Thái Nguyên dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi lễ xong mời đoàn ra bàn uống nước. Gia đình trân trọng cảm ơn. Mời đến viếng của hội chị em Cao Bằng Thái Nguyên dâng lên. Gia đình tang quyến nhận được tin ông 250 về với tiên tổ, hội chị em Cao Bằng Thái Nguyên nay về trước linh sàng thắp nén tâm nhang dâng vòng hoa hiếu để kính viếng hương hồn ông, cầu chúc cho ông nơi suối vàng an giấc nghỉ ngàn thu và gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất để tưởng nhớ tới vong linh trước ngày vong linh đi xa. Xin kính mời hội chị em Cao Bằng Thái Nguyên kính cẩn nghiêng mình dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Sau khi trở về dâng lễ kính viếng xong, xin kính mời đoàn ra bàn uống nước. Gia đình trân trọng cảm ơn. Kính thưa hương hồn đồng chí Dương Văn Thiên, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình tang chủ, chúng tôi vô cùng đau buồn khi nhận được tin đồng chí Dương Văn Thiên đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 17 giờ 15 phút ngày 8 tháng 1 năm 2024, hưởng thọ 66 tuổi. Hôm nay, đoàn đại biểu Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể và cán bộ nhân viên Ủy ban Nhân dân phường Tân Long do đồng chí Nguyễn Văn Hồng, thành ủy viên, bí thư Đảng ủy làm trưởng đoàn, thay mặt đoàn đại biểu xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình. Chúng tôi có mặt tại đây để thắp nén nhang thơm và dâng vòng hoa tươi thắm kính viếng hương hồn đồng chí. Trước linh sàn, chúng tôi cầu chúc cho linh hồn đồng chí được siêu thoát mát mẻ nơi cõi vĩnh hằng, yên giấc ngàn thu và phù hộ đội trì cho con cháu luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Để tưởng nhớ tới hương hồn đồng chí, chúng tôi xin dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thay lời cho gia đình tang quyến, xin được trân trọng cảm ơn đến đoàn Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Long đã về thắp nhang kính viếng chia buồn cùng tang quyến. Mời quý vị ra bàn uống nước, gia đình trân trọng cảm ơn. Mời đến viếng của em Tiên. Nhận được tin ông đã qua đời, gia đình em Tiến Linh thông gia với ông Lung trở về thắp nén tâm nhang kính viếng tiễn đưa ông nơi suối vàng an nghỉ giấc ngàn thu. Linh thiêng cũng phục hồi đổi trì cho nghĩa tình thông gia ở trên đời luôn được mạnh khỏe bình an. Mời quý vị dâng hương thắp nhang kính viếng xong, mời quý vị ra bàn uống nước. Gia đình xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
xong mời quý vị ra bàn uống nước. Gia đình trân trọng cảm ơn. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa hương hồn người đã khuất, được tuyên anh Dương Văn Thiên, hội viên Hội đồng Hương Bắc Cạn tại Thái Nguyên, sinh hoạt tại tổ quán triều Tân Long, từ trần. Chúng tôi thay mặt Hội đồng Hương Bắc Cạn tại Thái Nguyên đến thắp nén hương, có vòng hoa kính viếng hương hồn ông và có lời chia buồn sâu sắc với gia đình. Đồng hương xót thương sầu giọt lệ, thiên thu tạc dạ, phút chia ly, đoàn để phút mặc niệm bắt đầu. Cảm ơn. Thay lời cho gia đình tang quyến trân trọng cảm ơn. Để thắp nhang kính viếng mời đoàn ra bàn uống nước, gia đình trân trọng cảm ơn. An nghỉ giấc ngàn thu, sống khôn thác thiêng ông Phật cội độ trì cho gia đình con cháu được mạnh khỏe bình an. Gia đình em Hồng Thắng, cháu Dũng, cháu Quyền, cháu Quỳnh là tình đồng nghiệp trở về thắp nén tâm nhang để cầu chúc cho vong linh ông nơi suối vàng an giấc nghỉ ngàn thu. Xin vĩnh biệt ông từ đây. Lễ xong mời quý vị ra bàn để uống nước, chia buồn cùng gia đình, xin trân trọng cảm ơn. Mốt học cùng với con rể Tú. Ông đã qua đời, tập thể lớp B7C3K1, T51, học cùng với con rể Tú, trở về thắp nén nhang thơm, kính viếng tiến đưa ông nơi cõi vĩnh hằng an giấc nghỉ ngàn thu. Sau khi dâng lễ xong mời quý vị ra bàn uống nước, chia buồn cùng tang quyến. Kính thưa hương hồn đồng chí Dương Văn Tuyên, kính thưa gia đình tang quyến, kính thưa ban tổ chức lễ tang, được tin đồng chí Dương Văn Tuyên qua đời, chúng tôi đại diện cho đảng, chính quyền, cán bộ và nhân dân xóm Ao Vàng, xã Cao Ngạn về trước linh sàng của đồng chí, có vòng hoa tươi, có lễ mọn, có lén hương thơm, chia buồn sâu sắc tới gia đình cùng gia quyến để vĩnh biệt đồng chí về nơi chín suối. Đoàn chúng tôi xin một phút mặc niệm. Phút mặc niệm được bắt đầu. Thay lời cho gia đình tang quyến, xin trân trọng cảm ơn những cán bộ và nhân dân xóm Ao Vàng, xã Cao Ngạn đã về thắp nhang kính viếng chia buồn cùng tang quyến. Mời đoàn ra bàn uống nước. Kính thưa hương hồn ông Dương Văn Thiên, kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa toàn thể gia quyến, nhận được tin ông 250 về chầu tiên tổ, đoàn chúng tôi đại diện cho hội doanh nghiệp phường Tân Long do đồng chí Trần Thế Tùng, phó chủ tịch hội làm trưởng đoàn, đến thắp nén hương chia buồn cùng gia quyến để tưởng nhớ và vĩnh biệt ông về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Đoàn chúng tôi xin dành một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm bắt đầu. Chuyện mời của gia đình, xin trân trọng cảm ơn lễ viếng tuần nhạc thơm của quý đoàn. Một... nhận được tin em là Hoàng Anh, cháu Huyền Tâm, cháu An Sơn về thắp nén tâm nhang cầu chúc cho anh, cho bác về nơi cõi vĩnh hằng an giấc nghỉ ngàn thu, sống khôn thác thiêng phục hồi độ trì cho em cùng các cháu luôn được mạnh khỏe bình an.
lễ xong mời các bác ra bàn uống nước. Gia đình xin trân trọng cảm ơn. Mời lấy biếng. Thập nén nhang thơm cầu chúc vong linh nơi suối vàng an giấc vị bàn thu. Thương tiếc nhận được tin đồng chí Dương Văn Thiên đã qua đời. Công an xã Cao Ngàn, thành phố Thái Nguyên trở về trước linh sàng dâng lễ mọn tuần tâm nhang kính viếng hương hồn đồng chí và chia buồn cùng tang quyến. Kính chúc vong linh nơi suối vàng an giấc nghỉ ngàn thu. Dâng lễ xong mời quý vị ra bàn uống nước. Rất suối vàng an giấc ngàn thu. Sau khi dâng lễ xong mời quý vị ra bàn uống nước. Gia đình trân trọng cảm ơn. Mời đến viếng của gia đình em Mâu Bình cùng các kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa toàn thể gia quyến, được tin ông Lâm bệnh nặng. Trong những ngày vừa qua, ông đã được gia đình cùng các y bác sĩ tận tình cứu chữa. Song do bệnh hiểm nghèo, ông đã về chầu cùng tiên tổ. Đại diện cho cán bộ đơn vị trại giam Phú Sơn 4, cục C10, Bộ Công an đến thắp nén hương thơm, xin được vĩnh biệt ông và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình. Phút mặc niệm bắt đầu. Sau khi thắp nhang xong mời đoàn ra bàn uống nước, gia đình trân trọng cảm ơn. Trở về dâng lễ xong mời quý vị ra bàn uống nước. Gia đình cùng ban tang lễ trân trọng cảm ơn. Thập nén tâm nhang cầu chúc anh nơi suối vàng an nghỉ giấc ngàn thu. Sau khi dâng lễ xong mời quý vị trở về nơi đón tiếp uống nước. Gia đình trân trọng cảm ơn.